Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Miễn học phí cho con của giáo viên, di sản của cố Tổng Bí thư Trọng và lợi ích nhóm. Ngày 8 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét dự thảo luật Nhà giáo sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Dự thảo luật Nhà giáo đề xuất miễn học phí từ mầm non đến đại học cho con của giáo viên đang công tác. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, để thực hiện việc miễn học phí cho con của giáo viên cần hơn 9.200 tỷ đồng một năm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Ngay lập tức mạng xã hội đã dậy sóng khi có nhiều ý kiến cho rằng đây là một đề xuất không biết nên khóc hay nên cười. Nếu dự thảo này được thông qua thì có lẽ các thầy cô giáo ở Việt Nam thuộc vào hạng ưu ái độc nhất vô nhị trên thế giới nhưng đề xuất này sẽ tạo ra một sự bất bình đẳng giữa các thành phần các nghề nghiệp khác nhau trong xã hội thậm chí còn là biểu hiện của lợi ích nhóm bởi vì nếu con nhà giáo kể cả con nuôi được miễn học phí thì thử hỏi con của công nhân nông dân và các thành phần khác là công dân hạng mấy mà không được miễn học phí trong khi tất cả mọi người đều là công dân việt nam Vậy Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ gì khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng? Đề xuất nói trên còn tạo ra một tiền lệ, theo đó con của cán bộ ngành điện có thể sẽ được miễn đóng tiền điện, con của cán bộ ngành y tế sẽ được chữa bệnh miễn phí, con của cán bộ ngành thuế thì được miễn tất cả các loại thuế. Trong hơn 13 năm cầm quyền, cố Tổng Bí Thư Trọng đã để lại nhiều di sản hết sức tệ hại, đặc biệt là các nhân sự lãnh đạo ngành giáo dục thiếu năng lực trầm trọng. Việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn học phí cho con giáo viên, kể cả con nuôi, là một chính sách biết trước là sẽ gặp phản ứng và gần như chắc chắn không được Quốc hội thông qua, là một bằng chứng cụ thể nhắc đến lãnh đạo Bộ Giáo dục dưới thời cố Tổng Bí thư Trọng không thể không nhắc đến cựu Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, một bộ trưởng quá nhiều tai tiếng và yếu kém. Dư luận từng đánh giá nhiệm kỳ 5 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục của ông Nhạ là chuỗi dài của rất nhiều thất bại nối tiếp nhau. Đặc biệt, vấn đề kinh doanh sách giáo khoa bậc tiểu học đã bị phản ứng rất dữ dội từ các bậc phụ huynh. Một số vụ bê bối khác trong ngành giáo dục dưới thời Bộ trưởng Nhạ từng gây rúng động công luận Việt Nam, như vụ nhiều nữ giáo viên trẻ ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh năm 2016 bị lãnh đạo nhà trường điều đi tiếp khách. Trong lúc ăn uống, hát hò, các nữ giáo viên còn bị các vị khách là lãnh đạo trong tỉnh ôm eo bá cổ. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành giáo dục thị xã nói với báo chí rằng đây là nhiệm vụ chính trị mà ngành cần đáp ứng đó là chưa kể đến vấn nạn gian lận trong thi cử nâng khống điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Cùng lúc là tệ nạn bằng cấp giả tràn lan, mà điển hình là vụ việc ở Đại học Đông đô, trường này đã cấp văn bằng hai cử nhân ngôn ngữ Anh cấp tốc cho khoảng 600 đến 700 người với giá từ 28 đến 35 triệu đồng một bằng. Trong số những người mua bằng có nhiều người là cán bộ công chức nhà nước. Xin nhắc lại tháng 11 năm 2018 tại phủ chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ. Dư luận cho rằng cần thay đổi căn bản về tư duy và phải xây dựng được hệ thống giáo dục cho con người chứ không phải là hệ thống giáo dục vì quyền lợi của các nhóm lợi ích thì lúc đó nền giáo dục Việt Nam mới có thể cất cánh." những người liên quan đến Fred Hub vẫn bị mời làm việc dù doanh nghiệp xã hội này đã giải thể. Ngày 9 tháng 10, AFA Tiếng Việt cho hay Fred Hub, công ty giáo dục khai phóng, phải giải thể khoảng 50 thành viên bị mời làm việc. Theo đó, một doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam cung cấp các khóa học tự do và khai phóng phải giải thể sau một năm hoạt động. Cơ quan an ninh nhiều tỉnh thành liên tục triệu tập làm việc với hơn 50 học viên và cộng tác viên. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ông Nguyễn Hồ Nhật Thành thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp giáo dục Fred Hub, viết tắt của Free Education Hub, trung tâm giáo dục tự do vào tháng 3 năm 2022 theo hình thức công ty giáo dục. AFA dẫn lời giới thiệu trên trang chủ của Fred Hub. Theo đó, công ty hoạt động theo hình thức một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận với sứ mệnh nâng cao năng lực cho cá nhân, nâng cao năng lực tư duy độc lập mở rộng tầm nhìn toàn diện, khai phóng tiềm năng cá nhân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, ông Thành phải giải thể công ty và tạm dừng các khóa học vì cộng tác viên và giảng viên của chương trình bị công an ở nhiều địa phương sách nhiễu. Theo AFA, dù đã không còn hoạt động trong 10 tháng qua, nhưng cơ quan an ninh ở nhiều địa phương vẫn tiếp tục mời làm việc khoảng 50 học viên và cộng tác viên để điều tra về FredHub. Trong giấy mời yêu cầu những người này đến làm việc, chỉ ghi lý do liên quan đến tạm trú, nhưng khi lên độ công an lại bị tra khảo về các khóa học trong 1 đến 2 ngày. AFA dẫn lời ông Thành nói rằng, cơ quan an ninh ép các học viên phải giao điện thoại, máy tính và cung cấp mật khẩu để kiểm tra nội dung trong đó. Học viên bị an ninh bắt viết bản kiểm điểm, viết bản tường trình, hoặc là tới nhà hỏi và đe dọa là đang tham gia một chương trình của một tổ chức phản động giáo viên cũng bị mời lên. Phía an ninh nói đây là chương trình của một tổ chức phản động rồi xuyên tạc đủ thứ, sau đó đe dọa họ không được tham gia nữa. Hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành Vẫn theo AFA, ông Nguyễn Hồ Nhật Thành hay còn gọi là Paulo Thành Nguyễn, sinh năm 1986, từng tổ chức các chương trình như Cà phê Nhân quyền hay chương trình đào tạo người hoạt động trẻ ở nhiều tỉnh thành. Trong trang chủ của mình, Fred Hub giới thiệu cung cấp các khóa học với chủ đề chính như triết học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật với mục tiêu trang bị cho người học một nền tảng tri thức liên ngành là chất liệu căn bản kết hoạt khả năng tư duy đa chiều và đưa ra các quyết định phù hợp trong mọi vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, AFA cũng cho biết, cho dù nội dung đào tạo rất nhẹ nhàng và không liên quan đến chính trị, nhưng vẫn bị chế độ coi là không thân thiện. Ông Thành cho rằng Bộ Công an dường như đang muốn biến Fred Hub thành một chuyên án lớn có tính tổ chức bằng việc gán ghép chương trình với các tổ chức bên ngoài vốn bị Công an Việt Nam dán nhãn thế lực thù địch. AFA cho biết thêm, một trong những nạn nhân bị thẩm vấn đã vô tình thấy hai tập hồ sơ với nội dung khóa học về phát triển của Fred Hub và chuyên án V22. Đặc biệt, công an chỉ mời làm việc với các học viên cộng tác viên của Fred Hub mà chưa đụng chạm gì đến người đứng đầu, ông Thành cho rằng cơ quan an ninh đã quá hiểu các hoạt động của ông trong hơn 10 năm qua, trong giai đoạn này họ chỉ thu thập hồ sơ cùng chứng cứ để xây dựng hồ sơ để bắt giam ông chứ không có kiểu mời hỏi như những người mới nữa. AFA dẫn thông báo đóng cửa Fred Hub đăng trên trang Facebook cá nhân cuối năm ngoái, ông Thành cho hay chương trình gặp nhiều trở ngại dồn dập sau khi tổ chức khóa học về phát triển cộng đồng cùng với việc học viên bị an ninh mời làm việc, trang Facebook của FredHub bị đánh sập, còn website bị nhà mạng Viettel chặn không cho truy cập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin những người liên quan đến FredHub vẫn bị mời làm việc dù doanh nghiệp xã hội này đã giải thể. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất.